diện tỉnh Đồng Tháp. Các em thân mến, thời nào cũng vậy, phụ nữ Việt Nam luôn mang trong mình những phẩm chất cao quý mà Bác Hồ đã từng trao tặng: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Ở bất cứ một cương vị nào, người phụ nữ cũng phát huy được vai trò, sức mạnh, sự khéo léo vốn có của chính mình. Họ là những người chống giặc ngoại xâm, kiên cường, bất khuất. Họ là những người lao động, cần cù, sáng tạo, thông minh. Họ là những người giữ gìn giống nòi và phát huy giá trị văn hóa dân tộc. Là những người sản sinh ra các thế hệ anh hùng của một dân tộc anh hùng. Ngày 20 tháng 10 hàng năm được chọn là ngày kỷ niệm và tôn vinh phụ nữ Việt Nam, lấy tên là Ngày Phụ Nữ Việt Nam. Trong ngày nay, chúng ta thường gửi những lời chúc tốt đẹp đầy yêu thương hay những món quà tinh thần ý nghĩa nhằm ghi nhớ công ơn sự hy sinh thầm lặng của các bà, các mẹ đã dành cho chúng ta. Để giúp các bạn có những món quà dành tặng cho người phụ nữ yêu quý, trong chương trình hôm nay, chị Ngân sẽ mời các bạn cùng tham gia thực hành làm thiệp chúc mừng ngày 20 tháng 10 để gửi đến những người phụ nữ thân yêu của chúng ta các bạn nhé. Và để thực hiện được sản phẩm này thì nguyên vật liệu của chúng ta cần chuẩn bị đó là giấy màu cứng A4, kéo, tiếp thị và hồ. Và bây giờ nguyên vật liệu đã sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nhé. Nhiều niềm vui, hạnh phúc tràn ngập yêu thương trong cuộc sống.
và chúc các bạn sẽ thành công qua đôi bàn tay khéo léo của mình. Các bạn cũng đừng quên bấm đăng ký và theo dõi kênh YouTube Thư Viện tỉnh Đồng Tháp.